Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này giới thiệu cho các bác hai cái thương hiệu Nhật, thương hiệu Onkyo với tích hợp đầy đủ đầu CD, FM, full đài tần số, giải mã quang không cần mồi, giải mã nhạc mạng từ Smart TV xuống các bác nhé, và nó có đường xuất out, đường xuất out luôn. Con này là dòng Onkyo V3 và một trong những cái dòng có chỉnh bass check và S bass. Các bác có thể ghép thêm loa và đánh bookshelf dòng này đánh cực kỳ hay, bao phê được cho các bác cái dòng riêng cái dòng này đánh âm ly các bác nhé. Đấy, chỉ có dòng V3, V5, V7 có chỉ bass check cộng trừ 10 luôn các bác nhé. Đấy. Con này ghép loa nghe cực kỳ phê luôn. Hàng nội địa Nhật, điện 100V. Và dưới là con âm ly thương hiệu nổi tiếng là Pioneer, nhưng mà dòng này nó là dòng hàng xuất sang thị trường Mỹ. Nó sử dụng điện 120V và có đài FM các bác nhé. Hàng nội địa Nhật thì không có đài FM đâu. Đấy, hàng nội địa Nhật những dòng âm ly ấy, thường là không có đài FM. Đấy, nhưng mà con này cũng là nội địa Nhật nhưng mà lại có cả FM. Đấy, rất là hay. Âm ly Pioneer cũng xuất cực kỳ khủng luôn. Điện 100 hàng xuất Mỹ các bác nhé. Có cả FM full đài tần số, giá rất rẻ 1.600.000 đồng. Con này cũng xuất 200 bao nhiêu ấy. Con này cũng xuất thì cực kỳ khủng luôn. Công suất 240W các bác nhé, 240W này. Thì em giới thiệu luôn phía sau con âm đi Onkyo Tuller F-Ampli V3 điện 100V, công suất 55W. Dòng này chưa tốt những cái dòng loa bookshelf, dòng này đánh 4 than nhí, công suất khá là khỏe, ghép loa khá là ok. Với cái dòng loa bookshelf bass từ 12 đến 16, 18 đánh ok nhé. Đấy, trường kháng ghép loa là từ 4 đến 16 ohm, rất dễ phối ghép loa. Ở đây là jack cài FM IAM coi nhé. Ở đây là đường out thứ 3 từ trên xuống và thứ 2 từ dưới lên. Đây là đường xuất tất cả các tín hiệu, các bạn lưu ý nhé. Xuất tất cả các tín hiệu CD, FM và giải mã sang âm đi khác này. Đường kết nối điện thoại line 1, line 2. Đấy, và cổng quang ở đây. Cổng quang giải mã quang không mồi các bạn lưu ý nhé. Máy móc thì zin nguyên bản. Đấy. Kích thước này, chiều ngang 20, cao 15, sâu 38. Và con này thì em test cái đĩa MD nó không chạy này, với mỗi đĩa MD nó không chạy thôi, thì em bán rẻ cho các bác với giá là 1 triệu đồng không bao ship. Và ở đây nó có lứt một vết này. Đấy. Mặt này dòng mặt nhôm màu vàng chanh các bác nhé. Đấy. Test tất cả chức năng hoạt động ok, đĩa vẫn đọc ok các bác nhé. Đấy. Đấy, đĩa mắt đọc rất là tốt luôn, nó đọc phôi phono các kiểu. Mắt này mắt của dòng Sony 213 rất là thông dụng quá nhá. Đấy. Con này vừa làm âm ly, vừa làm đầu giải mã, vừa làm đầu CD và vừa làm cái đài FM cả các bác cái đài luôn các bác nhá. Đấy. Rất là rẻ, có hai đèn tia nháy ở đây. Đấy. Mắt CD đọc rất là tốt, ok các bác nhá. Đấy, các bác chọn cổng digital thì các bác nhấn vào cái nút tape line này. Đấy, đây là cổng digital giải mã không cần đĩa mồi các bác lưu ý nhé. Ở đây không có đĩa mồi đâu, không có đĩa ở đây cả. Digital. Hiện tại thì em không đốt loa và đang lấy tín hiệu từ con này sang từ âm đi cái đầu Onkyo rồi xuống cái âm đi Pioneer các bác nhé. Đấy. Xuống cái âm đi Pioneer. Giải mã không cần mồi. Đấy, CD nó cũng xuất tín hiệu rồi. FM đây, Tuner các bác nhé. Đấy, Tuner nó cũng xuất tín hiệu này. Tu lơ dò đài đây. Đấy, tu linh này. Tông này, thì các bác ấn vào đây chỉnh bass check này. Đấy. Ấn tiếp phát nữa là check này. Và có một chế độ nữa nó gọi là S bass các bác nhé. Đây nó giống như kiểu tăng lao lớt ấy. Đấy. Bass cực kỳ bass xuống sâu hơn. Đấy, con này đảm bảo các bác ghép loa nghe bao phê luôn cho các bác nhé. Vừa làm âm ly, vừa làm giải mã, vừa có đầu CD, bạn vừa có cái đài FM, mà giá thành bao nhiêu ạ? Chỉ có 1 triệu đồng các bác nhé, không bao ship các bác nhé. Hàng chuẩn nội địa Nhật, made in Japan. Rồi, tiếp đến giới thiệu cho các bác một con đi thương hiệu Pioneer, một trong những thương hiệu rất ưa chuộng tại Việt Nam. Cái chất âm của những dòng Pioneer thì nói thật với các bác, em cũng không cần phải quảng cáo nhiều làm gì, vì cái dòng Pioneer này nó nghe rất là hay. Đấy. Dòng này có cả chỉnh bass check bằng cơ đấy nhá, và có một chế độ tăng super bass nữa. Đấy. Tăng super bass luôn các bác nhá. Đấy, như kiểu lao lớt đấy.
mà giá thành bao nhiêu? Chỉ có 1.600.000 đồng. Kích thước của ly chiều ngang 42, chiều cao 14, sâu 35, giá 1.600.000 đồng. Và con này là mặt nhựa màu đen, có cầu loa A hoặc B các bác nhé. Đấy, đánh A hoặc B thôi. Các đường tín hiệu đầu vào đây, giò đài, tuner này, giò đài ở đây, tuning cộng trừ đây. Cổng CD là các cổng kết nối thiết bị bên ngoài đây, NL hay là VCR tape. Đấy, và một cổng nữa là tape 2 monitor. Có chỉnh bát chép bằng cơ ba lăng, có chỉnh vế loa. Ở đây là volume tổng. Âm ly stereo receiver VSX453. Giá thanh lý 1.600.000 đồng các bác nhé. Giá này là giá quá rẻ, giá không bao gồm phí ship. Số điện thoại để chỉ mua hàng này các bác nhé, 0961 22 55, hoặc là cái chữ đỏ ở góc bên trên bên phải ạ. Và còn về lỗ thất ở đây thì dòng này đánh 4 con sò than lớn và 4 con sò than nhỏ các bác nhé. Đấy, dòng này các bác, dòng than lớn ở phía dưới nó đánh tốt những cái dòng loa bass 30 các bác nhé. Con này ghép thêm vang số hát karaoke gia đình rất ok này. Trên là 4 than nhỏ bình thường, trên gọi là 4 than bình dưỡng bình thường đấy. Nhưng mà dòng bình thường thì các cái dòng âm ly cỏ thì là đánh than thường, còn dưới là sò nó to hơn các bác nhé. Dưới nó to hơn cơ. Đấy. Máy móc nội thất zin nguyên bản hết. Các cổng phono CD, ND, VCR và cổng tép này. Chỗ dây cài FM đây các bác nhé. Hiện tại đây em chưa cài, bắt nét rồi này. AC ở đây là 120V và cái thị trường Mỹ nó sử dụng điện là 120V Pioneer. Công suất là 240W và lắp ráp ở Malaysia. Dây cắm nguồn này, cầu loa A hoặc B này, và thêm cái loa surround center nữa này. Với trở kháng ghép loa dòng này từ 8 đến 16 ohm. Đấy. Các cái dòng loa bass 2530 của Nhật ấy trở kháng 88 ohm rất là nhiều. Đây, các bác ghép vào đây, thêm vang số vang gì đấy hát karaoke gia đình các bác nhá. Đấy. Một âm ly sò lớn, công suất ngon, rồi chỉnh bass check lao lớt các kiểu, rồi có đài FM. Mà cái giá thành thì rất là bình dân, chỉ có 1.600.000 đồng các bạn nhé. 1.600.000 đồng cho âm ly Pioneer. Đây, hiện tại bass này mới để mức 12 giờ thôi các bạn nhé. Nó rất nhiều bass. Ở đây sẽ có đèn đỏ với bass này, super bass này. Đấy. Rồi, một con âm ly thương hiệu khá được ưa chuộng tại Việt Nam và nó rất được ưa chuộng, thương hiệu Pioneer. Và dòng này có đài FM thì các bác thi thoảng nghe thêm ít đài FM cho nó ngon. Và có chỉnh sub bass, sub check các kiểu, ghép loa nghe hát hò gia đình. Ok các bác nhá, giá 1.600.000 đồng không bao ship. Các bác đi mua tiếp tục 0961 22 55. Chân thành cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.